Xin chào các bạn, hôm nay Dùng Cùng Nghề Hoàng Long xin giới thiệu các bạn một sản phẩm về ngành học nail. Đây là một sản phẩm giúp các bạn luyện tập trong vấn đề về làm nail, làm móng các bạn ha. Đây là bàn tay giả học nail, đắp gel, sấy móng hoặc là làm móng như các bạn, trang trí móng trên bàn tay này. Sản phẩm này thì nó như là một bàn tay con người các bạn ha. Đây, nó được thiết kế với những cái móng tay được gắn đính trên đây nha các bạn. Mình có thể tháo rời cái này ra ha. Đây, sản phẩm này đi kèm với nó là một bịch móng. Đây, khi hết thì các bạn cũng có thể mua riêng nữa các bạn ha. Khớp rất là linh hoạt nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gắn lên cái chân bàn. Dụng cụ này thì có thể là kẹp trên chân bàn nên định vị lại nên các bạn rất là dễ dàng sử dụng ha. Rồi sau khi mình đã thực hiện bước là lắp kẹp cái này vào mép bàn rồi nha các bạn, rất là đơn giản ha. Các bạn cứ nới lỏng cái này và cho vừa cái mép bàn, sau đó các bạn siết lại ha. Cái đây thì cái trụ này thì được làm bằng cái thép, cũng rất là dễ các bạn di chuyển ha, nghiêng ngã gì cũng được. Rồi, đối với cái bàn tay này thì các bạn thấy là cái khớp này rất là linh hoạt, các bạn có thể điều chỉnh nó theo sao cho cái bàn tay của mình dễ làm. Tập rất là dễ nha các bạn. Những cái móng tay này mình có thể lấy ra dễ dàng nha các bạn nha. Để có khớp của nó thôi, các bạn kéo lên là nó sẽ ra ha. Lắp vô lại thì các bạn cứ nhấn và đè vào, không rớt. Sản phẩm này đang được bán tại Dụng Cụ Nghề Hoàng Long nha các bạn. Số điện thoại liên hệ mua hàng đó là 0917701001. Các bạn đặt hàng thì cứ liên hệ vào số tổng đài trên ha. Nếu thắc mắc gì về sản phẩm các bạn cứ liên hệ số tổng đài sẽ được tư vấn và giải đáp cho các bạn ha. Xin chào các bạn.